Chào mừng các bạn đến với chuyên mục hỏi đáp nghề nhân sự của HRVN Academy. Và chủ đề hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu là lương tháng 13 là gì? Tôi là Thành HR sẽ đồng hành cùng các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Có một câu hỏi đặt ra là hàng năm mỗi dịp Tết Nguyên Đán thì công ty tôi đang làm có chi trả khoản thưởng cuối năm tương đương một tháng lương cho người lao động. Nhưng năm nay công ty lại thông báo là do tình hình kinh doanh không đạt hiệu quả cho nên toàn thể nhân viên không được nhận lương tháng 13. Công ty làm như vậy thì có đúng hay không? Để trả lời được câu hỏi này, đầu tiên hãy cùng HRVN Academy tìm hiểu định nghĩa lương tháng 13 là gì. Theo các chuyên gia kinh tế thì trong giai đoạn trước đây, khoảng những năm trước 2000, người lao động khi đi làm hàng tháng sẽ không được nhận trọn lương hàng tháng mà doanh nghiệp sẽ trích lại một phần nhỏ thu nhập trên lương hàng tháng của họ để làm một cái quỹ dự phòng khi người lao động ốm đau, bệnh tật. Và khoản tiền này sẽ được chi trả lại cho người lao động sau 12 tháng làm việc mà không có sự cố gì xảy ra, và từ đó hình thành nên khái niệm lương tháng 13. Và lúc này lương tháng 13 không đồng nghĩa với tiền thưởng mà là một khoản tiền bắt buộc doanh nghiệp phải chi trả lại cho người lao động vì đã tạm giữ trên lương của họ hàng tháng. Còn hiện tại thì luật lao động đã nhiều lần thay đổi theo hướng minh bạch hơn và thu nhập người lao động đã được chi trả đủ hàng tháng mà không bị giữ lại. Nên khái niệm lương tháng 13 dù còn tồn tại nhưng mà đã thay đổi về bản chất. Lúc này lương tháng 13 mà các doanh nghiệp có nhắc đến vào lúc này thì nó là một cái khoản thưởng thêm cho người lao động, chứ không phải là cái khoản chi trả bắt buộc như trước đây vì tạm giữ trên lương của họ. Điều này đồng nghĩa tức là lương tháng 13 vào lúc này khi được nhắc đến thì nó có thể là có hoặc không có trong thời điểm cuối năm. Và để tiếp tục làm rõ hơn khái niệm lương tháng 13 là gì, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu phần thứ hai, đó chính là lương tháng 13 có phải là một khoản thưởng bắt buộc hay không. Đầu tiên mình cần làm rõ với nhau khái niệm lương tháng 13 là một khoản thưởng bạn nhé, để không bị nhầm lẫn. Vậy thì trường hợp nào doanh nghiệp bắt buộc phải chi trả và trường hợp nào thì doanh nghiệp không cần phải chi trả khoản lương tháng 13 này? Luật lao động hiện tại không có quy định bắt buộc khoản thưởng hay là lương tháng 13 vào dịp cuối năm, mà chỉ ở mức độ khuyến khích. Cho nên một số doanh nghiệp nếu khoản lương tháng 13 được nhắc đến trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc là quy chế lương thưởng của công ty thì bắt buộc doanh nghiệp sẽ phải chi trả khoản lương tháng 13 này cho người lao động vào dịp cuối năm. Tuy nhiên bạn cũng lưu ý là đa số doanh nghiệp vẫn ghi là mức lương tháng 13 trong hợp đồng hoặc trong các nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể sẽ là căn cứ vào tình hình kinh doanh hàng năm của công ty. Cho nên trong trường hợp xấu nhất, bạn cũng có thể chỉ nhận được mức lương tháng 13 rất thấp chứ không bắt buộc phải là một tháng lương như mà mọi người vẫn nghĩ. Còn nếu lương tháng 13 không hề được công ty nhắc đến trong bất kỳ văn bản nào mà mình đã nêu ra ở trên, thì có nghĩa là khả năng được nhận lương tháng 13 rất thấp và phụ thuộc vào mong muốn cá nhân của người chủ doanh nghiệp hoặc là tình hình kinh doanh của năm đó mà công ty quyết định là có khoản thưởng lương tháng 13 này hay không. Một số công ty vừa có lương tháng 13 vừa có thưởng Tết, vậy thì hiểu thế nào cho đúng? Như mình đã nói ở trên, lương tháng 13, lương tháng 14, thưởng tháng 15, vân vân, hoặc là thưởng 5-6 tháng lương gì đó thì đều gọi chung là khoản thưởng mà công ty dành cho bạn, và nó chỉ khác nhau về cách gọi mà thôi. Một số công ty có chính sách lương thưởng tốt thì thông thường khoản lương tháng 13 sẽ được ghi cụ thể trong hợp đồng lao động, và như vậy thì mặc nhiên cuối năm thì công ty bắt buộc sẽ phải chi trả cho người lao động khoản tiền này, tức là chắc chắn người lao động sẽ được nhận lương tháng 13 này. Sau đó tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm của họ thì có thể họ sẽ có thêm một khoản thưởng khác cho bạn. Vậy thì lương tháng 13 có thể coi là tiền thưởng Tết. Còn nếu công ty bạn vừa có lương tháng 13 vừa có thưởng Tết thì nói dễ hiểu hơn, tức là bạn có hai khoản thưởng Tết và tổng tiền thưởng Tết của bạn sẽ bằng lương tháng 13 cộng với những tiền thưởng khác mà bạn nhận được từ công ty. Tại sao doanh nghiệp lại có khoản lương tháng 13 này?
Mặc dù luật lao động không bắt buộc, nhưng gần như đa số tất cả các công ty đều muốn và cố gắng duy trì khoản lương tháng 13 này như một khoản thưởng cuối năm cho người lao động. Một phần là vì nó phù hợp với văn hóa của người Việt Nam, vì lương tháng 13 được chi trả vào dịp chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên Đán của người Việt, một kỳ nghỉ mang một cái ý nghĩa khá thiêng liêng. Cho nên việc duy trì khoản lương tháng 13 này sẽ giúp cho người lao động có thêm một khoản tiền để có thể chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán sung túc hơn, cũng như một lời chúc đầu năm an lành mà công ty gửi đến cho họ cũng như gia đình của họ sau một năm gắn bó. Đặc biệt là đối tượng người lao động đi làm với mức lương chỉ bằng hoặc là tương đương với mức lương tối thiểu vùng thì khoản thưởng hay là khoản lương tháng 13 này rất là quan trọng. Cho nên hàng năm cứ mỗi dịp cuối năm thì chúng ta lại nghe thông tin về việc là có các vụ đình công tập thể của người lao động ở các khu chế xuất hoặc khu công nghiệp vì doanh nghiệp, công ty của họ không có thưởng tháng 13. Điều này cũng khá dễ hiểu tại vì với mức lương công nhân đôi khi là khá thấp, họ không thể tích lũy được gì ngoài việc trông chờ vào tiền lương, tiền thưởng tháng 13 này để về quê ăn Tết. Tuy nhiên để thu hút được người lao động vào làm cho doanh nghiệp thì thường doanh nghiệp sẽ cố gắng duy trì chính sách lương tháng 13 này. Tuy nhiên cần đảm bảo phải thực hiện đúng cam kết với người lao động, tránh việc là lúc khi cần người lao động thì công ty nói là có tiền lương tháng 13 nhưng mà sau đó thì lại không thực hiện. Theo thực tế đi làm mình thấy thì có một số ít công ty nhiều năm không có khoản thưởng tháng 13 này và cũng không có thêm một khoản thưởng Tết nào, nhưng mà họ vẫn giữ được sự ổn định nhân sự bởi vì họ có một cái chính sách lương hàng tháng vốn đã rất tốt, hoa hồng cao và rõ ràng nên vẫn có thể giữ chân người lao động mà không cần phải chi trả thêm khoản tiền thưởng tháng 13 này. Trong trường hợp thường xảy ra ở các công ty nước ngoài, tức là trong trường hợp này thì thường xảy ra ở các công ty nước ngoài, họ luôn đảm bảo công tác truyền thông đầu vào rõ ràng từ lúc nhân viên bắt đầu nhận việc, để tránh tâm lý đám đông cuối năm là họ lại chờ đợi tiền thưởng. Thường cuối năm đến hẹn lại lên thì các công ty như là bất động sản hay là một số ngân hàng thì mình hay thường nghe truyền thông mạng xã hội hoặc là báo chí lại rầm rộ lên về câu chuyện là làm ở đây tốt lắm, được thưởng 3 đến 4 tháng lương, thưởng xe hơi, thưởng nhà, vân vân. Tuy nhiên bạn cũng lưu ý đây cũng là một hình thức PR, làm mới thương hiệu tuyển dụng, thu hút nhân tài, cũng như là gây sự chú ý tới công ty của họ. Và đặc biệt đây là những thông tin tích cực cho các nhà đầu tư để kéo giá cổ phiếu của họ lên cao hơn nữa. Và có thể câu chuyện mà bạn xem trên báo chí nó có thể là có thật và không có thật. Câu chuyện này ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý chung của những người đi làm công ăn lương. Họ sẽ có sự so sánh ở đây. Và câu chuyện nhảy việc sau kỳ thưởng Tết Nguyên Đán luôn là một đề tài muôn thuở và làm đau đầu các ban lãnh đạo làm sao để giữ chân được những người nhân sự giỏi của mình. Nhưng nhìn ở mặt tích cực hơn thì ít nhiều hiệu ứng cạnh tranh của các công ty cùng ngành và câu chuyện lương thưởng cuối năm mà năm nào mình cũng nghe sẽ là một phần thúc đẩy cho chính sách phúc lợi của các công ty ngày càng tốt lên, thị trường lao động ngày càng sôi động hơn. Và quan trọng nhất vẫn là đánh giá của người lao động có năng lực, doanh nghiệp đã cho họ được những gì và cảm nhận gì trong 12 tháng gắn bó và cống hiến. Nhiều khi câu chuyện thưởng Tết cũng chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Vì nếu chính sách của doanh nghiệp tốt thì nhiều khi câu chuyện thưởng Tết cũng không ảnh hưởng gì đến sự gắn bó của họ như đã nói ở trên. Nếu được nhận lương tháng 13 thì mức lương này là bao nhiêu? Như mình đã cùng nhau phân tích ở trên thì lương tháng 13 là một khoản không bắt buộc trong luật lao động, nên mức lương tháng 13 và cách tính sẽ do doanh nghiệp quy định và ban hành trong chính sách lương thưởng của công ty. Có thể công ty sẽ công khai rõ ràng với người lao động để tạo sự minh bạch. Thông thường các doanh nghiệp hay lấy mức lương tháng 13 thường là một tháng lương của người lao động. Có thể là sau đó sẽ được nhân thêm hệ số đánh giá nhân viên của năm đó. Có doanh nghiệp thì lấy trung bình tổng của 12 thu nhập của 12 tháng. Có doanh nghiệp thì chỉ thưởng một tháng lương cơ bản không bao gồm KPI và hoa hồng doanh số. Và tất nhiên không giới hạn mức thưởng mọi người nhé. Nếu công ty năm đó làm ăn tốt, họ vẫn có thể thưởng nhân 2, nhân 3, nhân 5 lần so với tháng lương của mình, của người lao động, hoặc thậm chí là nhân 10 mức lương.
chẳng hạn để làm mức lương thưởng tháng 13. Cho nên tóm lại là tùy theo quy định của doanh nghiệp. Theo ý kiến cá nhân mình thì luật lao động nên có mức quy định mức tối thiểu lương tháng 13 là một tháng lương tối thiểu vùng chẳng hạn. Vì luật lao động hiện tại không bắt buộc mà chỉ khuyến khích, nên nếu có thêm quy định này thì ít nhất sẽ đảm bảo được hàng năm người lao động chắc chắn sẽ được nhận một khoản lương tháng 13 tối thiểu này. Còn thưởng thêm hay không thì tùy theo chính sách từng công ty và tùy theo tình hình kinh doanh của năm đó. Quay trở lại với câu hỏi và chủ đề ban đầu của mình là lương tháng 13 là gì? Với những phân tích ở trên thì chắc chắn bạn đã có cơ sở để kiểm tra lại là việc năm nay công ty của bạn không thưởng tháng 13 thì có đúng quy định hay không, đúng không ạ? Và bây giờ mình cùng nhau nhắc lại nội dung của chủ đề lương tháng 13 là gì. Đầu tiên mình đã cùng nhau tìm hiểu lương tháng 13 là gì. Lương tháng 13 có phải là một khoản thưởng bắt buộc hay không? Một số công ty vừa có lương tháng 13 vừa có tiền thưởng Tết riêng. Vậy thì hiểu như thế nào cho đúng? Tại sao doanh nghiệp thường có khoản thưởng lương tháng 13 này? Nếu được nhận lương tháng 13 thì mức sẽ là bao nhiêu? Và cuối cùng đừng quên đăng ký kênh để nhận những bài học hoặc là những chủ đề mới nhất từ HRVN Academy. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.